Bây giờ chúng ta sẽ quay ở đây. Chân mát đây. Và chân giữa. Đấy. Đây là đồng hồ về này. Chúng ta quay nữa nội lên 5V này. Đấy. Quay tiếp là nội về này. Lên này. Vậy vậy thì khi quạt quay xung nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ ở 5V. Ở 2,5V. Đấy. Như thế này là quạt còn tốt. IC Han của quạt còn tốt. Đấy, khi chúng ta quay thì nó sẽ dao động ở 2,5V. Đây, chúng ta kiểm tra lại bằng đồng hồ số này. Lúc này là mình vẫn đo hai cực kia không để ý. Đây, chúng ta để đồng hồ số vặn thang đo DC và chúng ta kiểm tra chân mát và chân giữa. Chúng ta đo xem ở đây có 5V chưa này. 5V này. Bây giờ chúng ta đo chân mát và chân giữa này. Đấy, nó lại lên 5V này. Đấy, bây giờ chúng ta quay nó sẽ về 2,5V này. Đấy, 2,5. Đấy. Chúng ta quay tiếp này. Đấy, nó sẽ là 2,3, 2,4, 2,5. Đấy. Như thế này là quạt vẫn còn tốt. Tôi che tay tay tôi che mất rồi. Đây, quay cho các bạn. Khi tôi quay này. Đấy, nó ở 2,5V. Khi quạt quay tít. Đấy, nó 2,4, 2,5. Khi quạt dừng thì núp ở ha ở quạt dừng thì có thể nó ở 0V hoặc là có thể ở 5V. Đấy, khi quay thì nó lại lên 2,5V. Đây là chúng ta đo kiểm tra xung của quạt. Và chứng tỏ là con IC Han trong cái quạt này, IC Han trong quạt này là hoạt động tốt. Vậy đấy là trường hợp là nó hỏng con IC Han ở trong quạt này hay là còn tốt. Và trên cái đường mạch báo về, thì trên đường mạch báo về tôi vừa dò cho các bạn, nó sẽ có một con điện trở 10K đấu lên 5V này và một điện trở 10K thoát xuống mát. Trường hợp con điện trở này bị chập, nó chập như thế này thì nó sẽ thoát hết cái xung xuống đây và khi đó vi xử lý không nhận được cái xung này thì quạt sẽ chạy hết tốc độ và không điều khiển được. Tầm độ 3 đến 5 phút thì máy sẽ báo lỗi quạt, như máy Funiki thì sẽ báo lỗi quạt là E4. Và trường hợp chúng ta bị đứt cái mạch này vì là cái đường mạch nó báo về vi xử lý này rất là nhỏ. Đây. Chúng ta có đường mạch báo về rất rất là nhỏ ni ti đây. Nó bị oxy hóa đứt đi. Thì quạt cũng báo lỗi về về vi xử lý là báo lỗi. Do vậy là chúng ta phải dò trên đường mạch này. Kiểm tra. Đây thì cách dò mình cũng xin chia sẻ lại với các bạn là chúng ta dùng thang thông mạch này. Đấy. Và đây, chúng ta sẽ đo cái chân giữa là chân xung hồi tiếp báo về đây. Chúng ta dò được nó chạy từ đây qua đây, đường mạch nổi đây, chạy ra đây, ra đây, xuống đây. Và nó chạy xuống cái chỗ tràng chịt này. Nếu trường hợp mà chúng ta dò nó bị mất đi, chúng ta không để ý được thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng đồng hồ. Nó chạy ra đây. Chạy thứ hai, chạy vòng xuống đây. Đây. Mình sẽ dò cái mạch này. Nó chạy từ đây ra đây. Rồi đây. Đây nó sẽ chạy tới tới đầu điện trở. Điện trở này ghi là 102, điện trở 1K đấu sang đây. Và nó đấu sang bên đây, đầu cuộn trở.
và bảo vệ vi xử lý ở trên đầu bè, nó sẽ có một con tụ nọc đây. Thì đây là ở trên này là có một con tụ con điện trở 1K này và không có điện trở 10K này nhá các bạn nhé. Đây, mình vẽ lại cái này lên 5V này, cái này súng mát này và cái này đi bảo vệ này, thì có một con điện trở 10K lên 5V và tiếp theo nó sẽ qua một con điện trở 1K được nọc trên cái tụ cao tần và bảo vệ vi xử lý. Đấy, trường hợp cái tụ này mà chập hoặc chập này nó đứt thì là vẫn có xung bảo vệ không sao, chẳng qua là nó sẽ có xung cao tần nó vào vi xử lý này thì nó sẽ có thể làm hỏng vi xử lý, hoặc là con tụ này bị chập thì sẽ mất cái đường bảo vệ này, khi đó vi xử lý sẽ không nhận được xung này và máy sẽ báo lỗi quạt. Đấy.